Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương trồng cây ngọc môn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cựu chiến binh Đỗ Đức Sáng ở xã Lương Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình làm giàu từ mô hình trang trại tổng hợp. Thái Bình chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Ngành y tế huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Minh Tiến, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên trồng hoa cho hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu là gia đình chị Lương Thị Xua ở thôn Phù Oanh cho thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Năm 2009, gia đình chị Dua bắt tay vào trồng hoa với quy mô 6 sào, chủ yếu trồng hoa cúc, hoa đồng tiền và hoa loa kèn là những loại hoa dễ trồng, chi phí thấp, dễ bán trên thị trường. Trồng hoa mất nhiều công chăm sóc hơn so với những cây trồng khác, nhưng bù lại chi phí ban đầu thấp và cho giá trị kinh tế cao. Mỗi sào hoa thu lãi từ 25 đến 30 triệu đồng. Nhờ có kinh nghiệm trồng hoa lâu năm, áp dụng kỹ thuật để hoa nở rộ đúng vào những dịp lễ Tết nên bán được giá cao gấp từ 2 đến 3 lần so với ngày thường. Mỗi năm gia đình chị thu lãi khoảng 150 triệu đồng từ trồng hoa. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ trồng cây ngọc môn, Hội Nông dân xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã tuyên truyền vận động hội viên mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng lúa sang trồng loại cây này, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Gia đình ông Bùi Công Tính ở thôn Hoành Bồ, xã Lê Hồng là hộ đầu tiên trồng thử nghiệm cây ngọc môn. Từ 4 sào ban đầu, đến nay ông Tính đã mở rộng diện tích lên hơn 2 hectare. Ông Tính cho biết trồng cây ngọc môn chi phí đầu tư mỗi sào chỉ khoảng 2 triệu đồng từ mua giống, làm đất và phân bón. Sau khi trồng được khoảng 2 tháng, cây bắt đầu cho thu hoạch bồng để bán và cứ 2 đến 3 ngày lại cho thu hoạch một lần. Một sào ngọc môn trong thời gian 8 tháng sẽ cho thu khoảng 2 đến 2,5 tấn bồng. Thời điểm đầu vụ, bồng ngọc môn được bán với giá mỗi kg khoảng 30.000 đồng, hiện nay khoảng 17.000 đồng. Với mức giá này, hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với cây lúa. Phá thế độc canh cây lúa, chuyển đổi sang trồng ngọc môn cho hiệu quả kinh tế cao đang là hướng đi của Hội Nông dân xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện. Tuy nhiên, cùng với việc Hội Nông dân tuyên truyền chuyển đổi, cơ quan chức năng cần làm tốt việc tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ để khi sản phẩm tăng vẫn tiêu thụ dễ dàng với giá bán ổn định. Có như vậy mới thật sự mang lại hiệu quả kinh tế khi chuyển đổi sang cây trồng mới. Cựu chiến binh Đỗ Đức Sáng ở xã Lương Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình không chỉ nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội mà còn là một tấm gương sáng trong phát triển kinh tế. Sau khi xuất ngũ, ông đã tiếp tục chiến đấu, chiến thắng đói nghèo, vươn lên xây dựng mô hình trang trại tổng hợp cho thu lãi trên 500 triệu đồng mỗi năm. Xuất ngũ năm 1984, trở về địa phương với cuộc sống còn bộn bề khó khăn, cựu chiến binh Đỗ Đức Sáng quyết định thuê lại hơn 1 hectare đất đồi thuộc khu vực thôn 3 xã Đông Sơn để phát triển kinh tế. Nhiều năm liền việc trồng chè không mang lại hiệu quả cao, ông quyết định chuyển đổi sang trồng các loại dứa và một số cây ăn quả như na, mít thái. Mô hình xen canh sớm phát huy hiệu quả giúp nâng cao nguồn thu trên một đơn vị diện tích đất. Trên mảnh đất tôi trồng một lúc nó đồng loạt 3 loại cây. Và trong đó là có cây dứa, tức là cây một năm rưỡi là được thu. Sau năm rưỡi thì năm thứ hai thì đi là cây na. Cây na năm thứ hai thì cũng đã bắt đầu là cho bói và năm thứ ba là bắt đầu được thu. Và cùng với cây na là cây mít. Thế với mô hình này khép kín như thế này thì nó phát huy được cái tiềm năng của đất đai là rất thiết thực cho nông dân chúng tôi. Nhiều năm nay, ông Sáng đã thành công với mô hình chăn nuôi các con đặc sản như hiêu, cầy hương, nhím và một số loại rắn. Việc chăn nuôi gặp nhiều thuận lợi vì nguồn thức ăn được lấy từ phụ phẩm của các loại dứa, mít, góp phần tăng thêm thu nhập và tạo thêm việc làm cho người dân địa phương. Ngoài ra, ông Sáng còn mạnh dạn đưa vào trồng các loại cây như trầm hương, dưa là những loại gỗ quý có giá thành cao nhưng không mất nhiều công chăm sóc. Ông Sáng cũng thường xuyên chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm trong trồng trọt chăn nuôi cho nhiều hội viên, qua đó góp phần tạo nên phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo tại địa phương. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được hưởng lợi từ các nguồn hỗ trợ của chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương.
Từ các nguồn hỗ trợ này, nhiều doanh nghiệp cơ sở công nghiệp nông thôn đã đầu tư máy móc hiện đại, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Hoạt động khuyến công cũng từng bước khẳng định vai trò vị thế trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn. Tính riêng năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Hà Nam đã triển khai thực hiện 6 đề án từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và 3 đề án từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương với tổng kinh phí hỗ trợ đạt trên 3,2 tỷ đồng. Đã có 8 đề án được triển khai để hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất với các mặt hàng như may mặc, giày dép da, tôn múi, than củi. Các đề án đã và đang phát huy hiệu quả, kịp thời giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, tích cực xây dựng và quảng bá thương hiệu. Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động khuyến công ở Hà Nam còn gặp nhiều khó khăn như việc đầu tư, ứng dụng máy móc thiết bị của cơ sở công nghiệp nông thôn kéo dài, làm cho thời gian nghiệm thu chậm, nguồn kinh phí được cấp hàng năm cho hoạt động khuyến công còn hạn chế. Mức hỗ trợ thấp nên việc thu hút đối tượng thụ hưởng còn nhiều hạn chế. Để hoạt động khuyến công đi vào thực chất, Sở Công Thương cần nắm bắt khó khăn và nhu cầu của từng cơ sở công nghiệp nông thôn để kịp thời tháo gỡ, rà soát lại các cơ chế chính sách để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn tại địa phương, kết hợp giữa công tác khuyến công với xúc tiến thương mại, tích cực tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm để tìm kiếm thị trường tiêu thụ, tạo sự phát triển cho doanh nghiệp. Chương trình xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Năm 2018 là năm thứ tư Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia vừa để xét tốt nghiệp Trung học Phổ thông, vừa để xét tuyển sinh đại học và cao đẳng. Song kỳ thi này lại có rất nhiều điểm mới so với những năm trước đây. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, nên công tác ôn tập được các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình triển khai thực hiện nghiêm túc và nhiều thay đổi. Những tiết học đầu tháng 5 của học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông Quỳnh Côi như tập trung tích cực hơn, giúp các em tranh thủ thời gian những tháng cuối cấp tiếp nhận các kiến thức đa dạng, nhiều chiều, chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Theo đề thi minh họa do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, dù lượng kiến thức của lớp 11 chỉ chiếm khoảng 1/5 đề thi năm nay, song để thi đạt kết quả cao, các em học sinh phải được ôn luyện toàn bộ chương trình lớp 12 và cả lớp 11. Dù đây là năm thứ hai, những bộ môn như toán, lịch sử, địa lý hay giáo dục công dân được thi theo hình thức trắc nghiệm. Cùng với đó là quy định rất chặt chẽ về việc làm tròn điểm số, do đó các em học sinh phải thành thạo kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm. Ngoài ôn tập trên lớp, một số trường đưa vào ứng dụng phần mềm học trực tuyến trên mạng Internet với các ngân hàng câu hỏi của cả 8 môn thi trắc nghiệm. Các trường cũng ưu tiên dành những phòng học, trang thiết bị tốt nhất, bố trí giáo viên có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn tốt để ôn luyện sẽ giúp các em học sinh tự tin hơn khi bước vào kỳ thi này. Thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với chính quyền địa phương tham gia chăm sóc bảo vệ các di tích lịch sử. Đây không chỉ là hoạt động giáo dục truyền thống ý nghĩa mà còn giúp học sinh trải nghiệm thực tế, phát triển toàn diện. Khu tưởng niệm tướng công Nguyễn Thiện Thuật xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày. Trong tiếng chổi tre lao xao, tiếng nói chuyện thì thầm, hơn 50 học sinh trường trung học cơ sở Xuân Dục đang miệt mài dọn dẹp vệ sinh khu di tích. Đây là một trong những hoạt động trải nghiệm thực tế được trường trung học cơ sở Xuân Dục duy trì thực hiện từ năm 2014 đến nay. Hơn 4 năm qua, dịp Tết Nguyên đán, các ngày kỷ niệm hoặc trong sự kiện trọng đại của địa phương, thầy và trò nhà trường đều tổ chức những buổi lao động tập thể quét dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc cây cảnh tại khu di tích. Cũng như trường trung học cơ sở Xuân Dục, những năm qua, trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh, xã Sai Phạm, huyện Yên Mỹ đã đăng ký chăm sóc giữ gìn khu tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Mỗi năm các em tham gia từ 5 đến 6 buổi lao động tập thể, góp phần làm cho khuôn viên di tích thêm khang trang sạch đẹp. Không chỉ vậy, dịp kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của Tổng Bí thư, nhà trường còn tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm. Thông qua đó giúp các em hiểu rõ hơn về cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, một chiến sĩ cách mạng kiên cường, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Sai Phạm. Khi mà em tham gia vào cái hoạt động dọn vệ sinh tại khu tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thì em cảm thấy là cái hoạt động này rất hữu ích, bổ ích cho học sinh chúng em và muốn tỏ lòng thành kính biết ơn đối với cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Qua đó thì chúng em còn học được thêm rất là nhiều các cái kỹ năng sống, ví dụ như là làm việc nhóm hoặc là bảo vệ môi trường sống xung quanh.
chăm sóc, bảo vệ, gìn giữ cảnh quan và môi trường các di tích lịch sử không chỉ góp phần giáo dục truyền thống, giúp các em học sinh hiểu hơn về lịch sử quê hương đất nước, nâng cao ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa, mà còn là một trong những tiêu chí quan trọng trong phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, Ninh Bình đã đón gần 430.000 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017. Trong dịp nghỉ lễ năm nay, thời tiết thuận lợi, đặc biệt trùng với dịp tỉnh tổ chức một chuỗi các hoạt động lễ hội văn hóa văn nghệ kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cổ Việt, nên lượng khách du lịch về với Ninh Bình đã tăng cao so với mọi năm. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt gần 28.000 lượt khách, khách nội địa đạt 401.000 lượt khách. Một số điểm tham quan trên địa bàn tỉnh hấp dẫn khách du lịch trong dịp nghỉ lễ như khu du lịch sinh thái Tràng An, Tam Cốc Bích Động, Cố đô Hoa Lư, Chùa Bái Đính, Vườn Quốc gia Cúc Phương. Mặc dù lượng khách đông nhưng tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. Đáng chú ý, vấn đề niêm yết và bán đúng giá niêm yết được thực hiện nghiêm túc, không xảy ra tình trạng nâng giá, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Ninh Bình trong lòng du khách. Đây là tín hiệu vui để du lịch Ninh Bình phấn đấu đạt 7,2 triệu lượt du khách đến tham quan trong năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, Hội Thánh tự xưng Đức Chúa Trời hay được gọi là Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đang là mối quan tâm của rất nhiều người. Mọi người quan tâm bởi sự bí ẩn trong cách truyền đạo làm u mê cuồng tín, từ bỏ người thân và gia đình. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Bà Vũ Thị Tài, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải đã khóc nức lên khi nhắc tới đứa con gái của mình là Nguyễn Thị Nhài. Bà sinh được 3 người con, Nhài là út. Trước kia con gái của bà luôn ngoan ngoãn. Thì nay, khi đi theo Hội Thánh tự xưng Đức Chúa Trời, Nhài hoàn toàn xa rời bố mẹ, anh em, không thờ cúng ông bà, bởi trong tâm niệm của Nhài, Chúa Trời mới là cha mẹ thực sự. Giờ nhớ con, bà chỉ biết nhìn qua tấm ảnh với nỗi nhớ da diết, mong con quay về. Từ hồi cháu đi theo cái đạo Chúa Trời là cháu không có nghĩ gì bố mẹ, không có bố mẹ một câu gì nữa, coi là bố mẹ ơ hờ, không có một cái gì nữa. Nhài được gia đình phát hiện tham gia vào Hội Thánh năm 2016 khi theo học và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình đã tìm về và quản lý chặt chẽ, nhưng trưa ngày mùng 1 Tết vừa rồi, Nhài đã bỏ trốn và được các đối tượng trong hội đợi sẵn đưa đi. Đến nay, Nhài không có bất cứ một tin tức liên lạc gì với gia đình. Bên cạnh đó, ở huyện Tiền Hải đã xuất hiện một số trang Facebook cá nhân và fanpage đã lợi dụng thông tin hot này để câu like, như giao bán khăn trùm đầu hay như trang fanpage Tiền Hải Plus đã đưa thông tin sai sự thật về việc Hội Thánh đã xuất hiện tại Nam Hải với hình ảnh được cóp nhặt từ nơi khác. Lực lượng chức năng đã làm việc và yêu cầu gỡ bỏ đính chính. Trước thông tin chưa được kiểm chứng, người dân cần phải tỉnh táo trong tiếp nhận và chia sẻ để tránh gây hoang mang trong dư luận. Thời gian qua, ngành y tế huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã quan tâm đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được triển khai có hiệu quả. Từ đó, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được tăng cường. Nhiều dịch bệnh nguy hiểm được khống chế và đẩy lùi, chất lượng dịch vụ y tế cơ sở từng bước được cải thiện, góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa y tế, tranh thủ các nguồn vốn huy động đóng góp của cộng đồng để nâng cấp xây mới, đầu tư trang thiết bị y tế cho các trạm y tế các xã. Đến nay, 10 trên tổng số 11 xã thị trấn trên địa bàn huyện Mỹ Lộc đã đạt chuẩn y tế quốc gia. Triển khai xây dựng xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020, huyện Mỹ Lộc đặt mục tiêu đến hết năm 2018, 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Bên cạnh việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp bổ sung trang thiết bị cho các trạm y tế các xã thị trấn, ngành y tế huyện Mỹ Lộc còn tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, tạo điều kiện để các trạm y tế có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngay tại tuyến cơ sở. Từ năm 2016 đến nay, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương triển khai đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc bệnh nhân viêm gan tại cộng đồng. Trong quá trình thực hiện đề tài ứng dụng công nghệ thông tin quản lý và chăm sóc bệnh nhân viêm gan tại cộng đồng, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã khám sàng lọc bệnh viêm gan cho 6.586 người từ 18 tuổi trở lên ở 12 xã phường trên địa bàn tỉnh.
Kết quả thực hiện đề tài cũng khẳng định với những trường hợp nhiễm virus và viêm gan do virus, nếu không được phát hiện kịp thời sẽ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm viêm gan virus trong cộng đồng, và nếu không được theo dõi, quản lý điều trị và chăm sóc sẽ diễn biến nhanh dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc bệnh nhân viêm gan tại cộng đồng là rất cần thiết nhằm giúp kết nối từ trạm y tế tới các bệnh viện, góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm, giảm thời gian và chi phí điều trị tại bệnh viện cho bệnh nhân, làm chậm quá trình tiến triển và biến chứng của bệnh, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh và gia đình. Đây là bước khởi đầu cho việc mở rộng quản lý các bệnh mãn tính khác và hướng tới quản lý sức khỏe tại gia đình theo hướng y học gia đình. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, Bệnh viện Đa khoa Tiên Xu tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng thực hiện các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa Tiên Du tỉnh Bắc Ninh hiện có 10 khoa phòng với khoảng 280 giường bệnh, số bệnh nhân điều trị nội trú thường xuyên là trên 200 người. Mặc dù đông như vậy, song bệnh viện luôn bố trí lực lượng đón tiếp, hướng dẫn bệnh nhân cấp cứu và thăm khám được chu đáo. Để không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Du đã thường xuyên cử cán bộ đi tập huấn nâng cao trình độ, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, đặc biệt là mua sắm thêm nhiều trang thiết bị hiện đại như máy CT, máy đo loãng xương, máy chụp X-quang kỹ thuật số, phẫu thuật nội soi tiêu hóa v.v. vào công tác khám chữa bệnh, qua đó đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh được người dân trên địa bàn đánh giá cao. Cùng với đó, tăng cường năng lực cứu chữa tại nơi cấp cứu ban đầu với sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa sâu. Đồng thời, bệnh viện sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính, tập huấn cho toàn bộ cán bộ nhân viên y tế bệnh viện theo tiêu chí 5S, sàng lọc, sắp xếp, săn sóc, sạch sẽ và sẵn sàng, tạo thuận lợi cứu chữa nhanh nhất cho người bệnh. Vừa qua, Hội đồng An toàn Vệ sinh Lao động tỉnh Hải Dương phát động tháng hành động vệ sinh an toàn lao động năm 2018 với chủ đề phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Năm 2017 vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra hơn 240 vụ tai nạn lao động và tai nạn giao thông, làm chết 23 người và hơn 100 người bị thương nặng. Qua thanh kiểm tra, phát hiện còn nhiều doanh nghiệp chủ sử dụng lao động vi phạm quy định về an toàn vệ sinh lao động, xử phạt hành chính 16 hành vi vi phạm, với số tiền hơn 200 triệu đồng. Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay, Hải Dương tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến các cấp các ngành, đặc biệt là những đơn vị sử dụng lao động, nâng cao nhận thức thực hiện có hiệu quả luật an toàn vệ sinh lao động, tăng cường huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn trong lao động. Nhân dịp này, 7 tập thể và 1 cá nhân có thành tích trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn lao động đã được Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Cục An toàn Lao động khen thưởng. Công an phường Bà Triệu, thành phố Nam Định có 16 cán bộ chiến sĩ, trong đó có duy nhất một đồng chí là nữ. Tuy là nữ duy nhất tại đơn vị, lại có phần khó khăn hơn khi thực hiện nhiệm vụ so với đồng nghiệp. Nhưng Đại úy Trần Thị Thanh Nhung luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được sao, có tác phong, thái độ ứng xử chuẩn mực, được nhân dân tin tưởng, đồng nghiệp nể phục. Là nữ chiến sĩ duy nhất tại Công an phường Bà Triệu, tuy trong công việc có phần khó khăn hơn so với đồng nghiệp nam, nhưng ở chị chưa bao giờ thôi nỗ lực. 12 năm công tác tại phường Bà Triệu, có tới 7 năm gắn bó với công việc là cảnh sát khu vực, chị luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài việc thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, nắm vững tác phong nghiệp vụ của người cảnh sát nhân dân, thường xuyên xuống địa bàn sát sao với cơ sở, Đại úy Nhương còn được dân quý, dân tin. 7 năm liên tục phụ trách miền Nguyễn Chánh, Hai Bà Trưng với hơn 300 hộ dân, trong đó 90% là hộ kinh doanh buôn bán, nhưng với trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân vì dân phục vụ, địa bàn chịu quản lý, chưa xảy ra tình huống bất ngờ hay các vụ việc phức tạp. Là người dân, chúng tôi thấy là đồng chí Trần Thị Thanh Dương, đồng chí cảnh sát rất có năng lực, nhiệt tình, thường xuyên cùng với dân, cùng với lại các ban ngành đoàn thể để duy trì tốt cái an ninh trật tự. Và tác phong này nối với đồng chí là một đồng chí cảnh sát nữ, nhưng lúc nào cũng rất là đúng tư cách. Tiếp xúc với dân thì niềm nở, tôn trọng. Không chỉ là nữ cảnh sát khu vực được dân tin, dân quý, là người được anh em trong đơn vị nể phục, Đại úy Trần Thị Thanh Nhương còn là người mẹ, người vợ, đảm đang, chăm lo cho gia đình hạnh phúc. Chị luôn cố gắng sắp xếp công việc để vừa làm tốt nhiệm vụ của mình tại đơn vị, vừa làm tròn thiên chức với gia đình.
năm 2017, chị vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến tại đơn vị. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.